Như ta thấy thì vừa rồi ở nhân vật bé mèo chúng ta tìm theo được những nội dung như là mặt luôn bị bẩn, vui vẻ chấp nhận tên mèo, hay lục lọi đồ vật tự pha chế màu vẽ, vừa làm vừa hát, ôm cổ thì thầm, hồn nhiên hiếu động, tài năng hội họa, thể hiện được cái tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu. Chúng ta thấy ở nhân vật Kỳ Phương thể hiện đến tính cách và phẩm chất nổi bật, hồn nhiên hiếu động, tài năng hội họa, tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu. Mặc dù có tài năng và được đánh giá cao, được mọi người quan tâm, nhưng Kiều Phương vẫn không hề mất đi sự hồn nhiên trong sáng, và nhất là vẫn dành cho anh trai tình cảm thật tốt đẹp, thể hiện ở bức tranh Anh Trai Tôi. Soi vào bức tranh ấy, cũng tức là soi vào tâm hồn trong sáng và nhân hậu của em gái, nhân vật người anh đã tự nhìn rõ hơn về mình để vượt lên được những hạn chế của lòng tự ái và tự ti. Chúng ta thấy nghệ thuật ở chuyện này nó thể hiện được ở hai phương diện, đó chính là cách kể chuyện bằng ngôn hư nhất tạo nên sự chân thật cho câu chuyện, miêu tả chân thực diễn biến tâm lý của nhân vật, và ý nghĩa đó chính là thể hiện được cái tình cảm trong sáng nhân hậu bao giờ cũng lớn hơn, cao đẹp hơn lòng ganh tị và ghen ghét. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái bài tập vận dụng, đó chính là về nhà chúng ta có thể viết một đoạn văn ngắn giả định một thành viên trong lớp hoặc trong gia đình em đạt được thành tích xuất sắc nào đó. Em thử hình dung và tả lại thái độ của những người xung quanh trước thành tích ấy. Và chúng ta sẽ tìm một số câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm anh chị em. Về nhà chúng ta sẽ đọc kỹ truyện, nhớ những sự việc chính, kể tóm tắt được chuyện, hiểu được ý nghĩa chuyện. Hình dung và tả lại thái độ của những người xung quanh khi có một ai đó đạt thành tích xuất sắc. Chuẩn bị bài tiếp theo là bài vượt thác. Chúng ta đọc diễn cảm, giọng đọc phải phù hợp với sự thay đổi trong cảnh sắc thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp và hình tượng con người và thiên nhiên trong đoạn trích. Thì bài học về bức tranh của em gái tôi đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi.